Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với mảnh nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Không nói gì hơn, một lần nữa Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thạnh cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Dù bận rộn công việc vẫn luôn dành thời gian xem video của Thạnh. Tất cả đều là những người bạn tuyệt vời nhất mà Thạnh có được. Trân trọng. Hôm nay Thạnh xin chia sẻ Vario 160/2023 xuất hiện với diện mạo mới trong sự kiện ra mắt ở Malaysia. Vario 160/2023 vừa có màn lộ diện vô cùng ngoạn mục trong sự kiện ra mắt xe mới tại Malaysia. Ở phiên bản mới, Honda đã khiến cho ngoại hình của Vario 160/2023 trở nên trẻ trung và hấp dẫn hơn hẳn. Khi giờ đây mẫu xe này đang mang trên mình một diện mạo đầy thể thao, hứa hẹn sẽ được người tiêu dùng đón nhận rộng rãi trong thời gian sắp tới. Phiên bản Vario 160/2023 vừa được ra mắt tại Malaysia. Khác biệt với Kalit 160 Thái Lan và Vario 160 của Indonesia ở chỗ được Honda tập trung vào các phiên bản màu, dàn áo bóng bẩy, chẳng hạn như xanh bóng, xám bóng hay đỏ bóng, và chỉ có duy nhất một tông màu nhám là màu đen. Vì vậy Vario 160/2023 phiên bản do Honda Malaysia phân phối đã có được một vẻ đẹp trẻ trung riêng biệt, hoàn toàn không khiến cho người dùng có cảm giác mẫu xe này trông có vẻ đứng tuổi, không phù hợp với thanh niên hay nữ giới như đối với trường hợp của Kalit 160 Thái Lan hay Vario 160 ở Indonesia, chỉ toàn những tông màu nhám. Vario 160/2023 của Honda Malaysia tuy sử dụng chung tên gọi với Indonesia nhưng lại khác biệt ở chỗ giữa các phiên bản sẽ không có sự khác biệt gì về trang bị. Khi mỗi phiên bản Vario 160/2023 do Honda Malaysia phân phối đều được trang bị màn hình LCD hiển thị thông tin bằng công nghệ kỹ thuật số cùng với hệ thống Idling Stop tối ưu hóa khả năng tiêu thụ nhiên liệu. Vario 160/2023 hoàn toàn không thua kém bất cứ một xe tay ga nào nếu xét về mặt tiện nghi, khi có tới 2 chiếc hộc để đồ phía trước. Đặc biệt hộc để đồ bên trái còn có thêm nắp che và cổng sạc USB. Dĩ nhiên dàn trang bị của mẫu xe này cũng hoàn toàn không thể thiếu ổ khóa xi măng cây, gia tăng khả năng chống trộm và tạo nên sự tự tin khi người dùng dừng đổ nơi công cộng. Vario 160/2023 được Honda tích hợp hệ thống thắng đĩa ở bánh trước lẫn bánh sau, hứa hẹn sẽ đảm bảo an toàn cho người lái với khả năng hãm phanh vô cùng hiệu quả và ưu việt. Nhưng Vario 160/2023 chỉ sở hữu công nghệ ABS ở dàn chân trước và dàn chân sau thì vẫn chưa có sự xuất hiện của công nghệ này. Tuy nhiên vẫn chưa trọn vẹn, nhưng có thể nói quyết định nâng cấp ABS ở dàn chân trước của Vario 160/2023 của Honda vẫn cực kỳ hợp lý và cần thiết, khi vừa tiết kiệm chi phí sản xuất với phương án trang bị ABS 2 kênh, vừa tăng sức cạnh tranh của Vario 160/2023 khi đặt cạnh đối thủ cùng phân khúc ở thị trường Malaysia là NVX 155 PVA. Vario 160/2023 có một chiếc cốp sau tương đối rộng với dung tích 18 lít. Bên cạnh đó là bình xăng 5,5 lít, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn sử dụng trên đường trường. Vario 160/2023 được cung cấp sức mạnh bởi khối động cơ TFSI cộng 157,3 cm khối, 4 van nạp xả, có công suất tối đa 15,3 mã lực, đạt ở ngưỡng tua 8.500 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Hiện Vario 160/2023 đang được bán ở thị trường Indonesia với mức giá bán tương đương khoảng 56 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.
vừa rồi là thông tin và hình ảnh về mẫu Vario 160/2023 xuất hiện tại thị trường Malaysia. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo bổ ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hãy cho Thành xin một like đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.